Kéo trắng của mình đâu ấy nhở? Mẹ tìm gì đấy ạ? Mẹ tìm kéo trắng. Hôm nay thứ hai phải mặc áo trắng con ạ. Mẹ tìm kỹ xem có thấy không? Ôi, chị Thương giờ này mới về ấy ạ. Ôi chị Thương. Chị mặc áo của em ạ. Đêm qua đứa bạn nó mở party, dress code đồ đen trắng mà chị thì không mang đủ đồ sang, nên mượn tạm áo của mợ mặc. Tại sao chị không hỏi em một tiếng? Hôm nay em cần áo trắng. Bây giờ như thế này thì em cũng biết mặc ra làm sao ạ? Thế áo để trong tủ chả để mặc để làm gì? Bẩn thì giặt. Mà ai biết mợ thiếu thốn quần áo như thế? Nếu mợ nói với tôi một câu ấy, mợ chỉ có mỗi một cái áo trắng. Nếu không có nó mợ chết thì tôi cũng chả thèm sờ vào đâu. Em có thiếu hay không đấy là chuyện của em ạ. Đấy là cũng là đồ của em. Chị đã không hỏi em một tiếng thì thôi mà bây giờ chị lại nói khó nghe như thế. Em biết là em cũng chỉ là em dâu của chị, nhưng mà ít ra thì chị cũng phải tôn trọng em một chút. Mà hơn nữa em không hiểu ngày hôm qua chị mặc cái áo của em chị làm cái gì mà bây giờ trông nó có khác cái giải lao không ạ? Mợ, cái gì đấy, cái gì đấy? Làm sao mà mới sáng người ra đã ầm ĩ hết cả nhà cả cửa lên thế? Con mặc áo của nó à? Có cái áo thôi mà cứ làm như bấu lắm ấy. Cởi ra giả nó đi. Mẹ nói thế mà nói được? Bà Thương này tự ý lấy áo của vợ con ra mặc. Đấy mẹ nhìn xem có giống cái rẻ lau không? Sáng thứ hai vợ con phải mặc áo trắng đi làm. Nếu không mặc họ trừ lương luôn đấy. Có mỗi một cái áo mà trừ lương, cùng lắm là trừ một ngày lương, đáng bao nhiêu? Có đời thủa nhà ai, con dâu nhà ai mà đối xử với mẹ chồng với chị chồng tính toán từng tí một như thế không? Thôi mẹ, con sai rồi. Mợ Khánh này, mợ cho chị xin lỗi. Đúng là chị đã tự ý lấy đồ của mợ mà không hỏi mợ. Ngại quá. Thôi, bây giờ chị sẽ cởi ra để đi giặt. Rồi hôm nay mợ đi làm mà bị trừ bao nhiêu tiền lương, mợ cứ nói với chị bù cho nhá. Không phải bù biết gì cả, vớ vẩn ấy. Kìa mẹ, con đã bảo là con sai rồi mà lại. Thôi, hai đứa vào chuẩn bị đi làm đi, không muộn nhá. Này, mày không phải lườm chị như thế đâu. Chị đã tìm được việc làm rồi đấy. Ngày mai á, chị sẽ đi làm buổi đầu tiên đấy nhá. Mà thôi bảo đi làm đi, chứ ở nhà nhiều thối người đấy. Cái thằng này. Chào bà nội. Bà chào các con. Mẹ ạ. Tưởng hôm nay không về nữa. Hai đứa vào phòng thay quần áo đi con. Vâng ạ. Mẹ ơi, đây là nhà của con. Con thích đi lúc nào thì con đi, con thích về lúc nào thì con về ạ. Vâng, nhà chị. Nhưng chồng chị là con trai tôi. Chả hiểu hôm trước chị rú rít, chị đánh đập nó những gì ở trong phòng nữa. Giờ láo toét đến mức tôi hỏi không thèm trả lời. Hỗn láo đến thế là cùng. Con rất là mệt mẹ ạ. Còn nếu như mà mẹ muốn biết tại sao con quát tháo anh Đức, mẹ cứ gặp trực tiếp con trai mẹ hỏi là biết mà. Tôi biết chứ. Chị có quyền đánh đập nó, chị có quyền đè đầu cưỡi cổ nó, chị có quyền bắt nạt nó. Vâng, là con ghê gớm. Là chị tự nhận nhá. Bây giờ thì không thèm giấu giếm nữa chứ gì. Đúng là nhà tôi vô phúc. Vô phúc mới có cái ngứa con dâu như chị. Mẹ thôi đi. Con quát mẹ đấy à? Con để cho vợ con nó cưỡi lên đầu lên cổ, rồi bây giờ con cho nó ngồi cả lên cổ mẹ đúng không? Vợ con đi làm về đã mệt mỏi rồi, mẹ không động viên được câu nào thì thôi. Mẹ với cả bà Thương ở đây làm cả nhà con loạn hết cả lên ấy. Con không nói nhiều đâu. Lần này con sẽ thuê nhà để cho hai người ra ngoài ở riêng. Con sẽ không nhân nhượng đâu nhá. Ôi trời đất ơi, cái thằng bất hiếu này khốn kiếp khốn kiếp. Mẹ đẻ mày ra, mẹ nuôi dạy mẹ yêu chiều mày như thế nào. Bây giờ mẹ gặp khó khăn hoạn nạn thì mày ném mẹ ra đường. Trời ơi, cái con vợ mày nó nhồi nhét vào đầu mày những gì. Nó đầu độc mày rồi, con ơi là con ơi. Trời ơi. Thôi mẹ, bây giờ bà Thương bà gây ra bao nhiêu chuyện như thế. Cả nhà lao đao luôn rồi. Giờ chả ai thấy dễ dàng cái gì hết. Bố thuê nhà cho mẹ thì mẹ không chịu ở. Mẹ với cả Khánh nhà con có hợp tính nhau đâu, càng ở gần nhau càng căng thẳng thêm. Thôi, ngày mai con sẽ đi tìm nhà. Rồi trong thời gian đấy mẹ với cả chị Thương đừng gây chuyện với vợ con nữa.
Trời cao đất dày ơi, con tôi đấy, con trai tôi đứt ruột đẻ ra đây. Vậy mà bây giờ nó nói với tôi như thế đấy, nó cư xử với tôi như thế đấy. Trời ơi, trời cao đất dày ơi. Ôi trời ơi, trời ơi.